Xin kính chào các bạn. Sau một thời gian cũng khá lâu bạn, cái cầu đôi này đang thi công. Thì nói chung là các hạng mục người ta đang sửa chữa thì cũng chưa thấy có gì thay đổi bạn, nhưng mà hôm nay tình cờ đi ngang qua cầu đôi mình thấy người ta đang cẩu mấy cái dòng cầu mới bạn. Thành ra mình cập nhật một số hình ảnh đang thi công. Hy vọng là sau khi gắn các cái dòng cầu mới đây thì cái cầu đôi sẽ nhanh chóng hoàn thành bạn. Còn cầu tạm thì vẫn còn đi đây bạn. Bây giờ mình đi qua phía bên đây để mình cập nhật hình ảnh các bạn xem. Đây là đây xe cẩu, người ta đang cẩu mấy dòng cầu. Mình đi qua phía bên cầu đôi, bên cầu đường sắt các bạn. Thấy hôm nay là nhìn đúc mấy cái dòng cầu mới bây giờ, còn mấy cái hai cái nhịp cũ thì người ta chỉ sửa lại thôi bạn. Đây hai nhịp cũ mình thấy vẫn còn để này, người ta sửa lại. Còn hình như thêm hai nhịp mới các bạn. Đó. Thì mình thấy là có làm hai cái trụ mới, còn cái mố cầu bên kia thì hình như đang đúc. Còn giữa thì thấy hai trụ bạn. Thôi như vậy thì nếu vậy thì gác cho đây tới ba cái dầm luôn bạn. Chắc phải ba cái dầm nữa. Như vậy là tổng cộng là bên đây tới ba luôn bạn. Mình do đứng khuất cái này, bên đây tới ba dầm cầu. Bên đây ba dầm cầu, bây giờ bên kia chắc ba dầm nữa là chắc sáu dầm các bạn. Như vậy là cầu dài á, cầu rộng á. Một cái dòng đây thì để mình tính thử khoảng nhiêu, chắc 8 mét không à, 8-10 mét không, cứ cho khoảng 10 mét thì cái cầu nó dài phải 50-60 mét mà. Đây người ta đang gác cái dòng đây. Lâu nay thì hình như là họ đang đúc mấy cái trụ cầu cho nên là mình thấy im ắng, mình không để ý mà. Hôm nay là có thay đổi. Quay cập nhật số hình ảnh các bạn xem. Bên kia là hình như là cái trạm để người ta để đựng vật liệu các bạn. Còn đây là cầu đường sắt. Mấy nay dịp hè thì hình như là có tăng cường một số tàu chạy các bạn. Tàu chạy Quy Nhơn Sài Gòn á. Vừa rồi là có người thân mình cũng vừa rồi đi chuyến 3 giờ rưỡi chiều. Không biết là một ngày và mấy chuyến hay là tăng cường như thế nào mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà hình như là có tăng cường, chứ thường thường là ngày thường kia là hình như là không có bạn. Rồi hôm trước mình hỏi thì hình như là chỉ có dịp lễ hay là dịp, chắc bữa nay là dịp hè này, cho nên người ta tăng cường cái tàu đây. Thôi xin thân ái chào các bạn. Hôm nay nước cạn, cầu đôi nước cạn.